Mình không biết là con mẹ nó chạy đâu nữa. Thì bây giờ để mình thăm mấy cái chú cún con của mình. Anh chú ngủ ấm không? Bây giờ mình sẽ nhấc là chúng ra thao nhé các bạn nhé. Cho các bạn xem. Ơ gì nhỉ, quên, mình cũng không xem lịch để xem là hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi. Nhưng mà chắc chắn là mình nghĩ là đủ thời gian để nó mở mắt rồi đấy các bạn. Để mình xem. Ây à, mình vừa chịn đầu vào cái răng máy tuốt. Đây là cái máy tuốt lúa của nhà mình này. Cái máy tuốt đời xưa bây giờ mình vẫn để lại làm kỷ niệm. Đây mình sẽ nhấc những cái chú chó con của mình ra cái thau này. Chó con ấy, thường thường thì các bạn cũng biết là nếu như nó đẻ 10 con ấy thì nó đẻ một con thì 10 ngày mở mắt. Nó đẻ hai con thì 12 ngày mở mắt, thì chó nhà mình nó đẻ 6 con thì là 16 ngày mở mắt nha các bạn nhé. Kêu cái gì, ngồi im ở trên đấy. Ai trời ơi. Dao này sợi lắng cho nó ấm em ơi. Ấy, nghỉ không? Ấy, ấy, nghỉ đấy. Kiểu như nó nhìn thấy đàn chó con này này. Ở đây các bạn ơi, mình sẽ bê ra ngoài này nha các bạn nhé. Ôi, cha. Dao này nắng này. Ấy. Đây các bạn ơi. Các bạn nhìn này. Ấy, trông như đàn chuột con đấy nhỉ. Ở ngoài nắng này thì nó hơi bị bóng nắng, nó khó nhìn. Để mình mang nó vào đây một chút này. Đấy các bạn nhìn rõ hơn chưa? Để xem mình xem là chúng mở mắt chưa nhá các bạn nhé. Mập lắm này, các bạn nhìn này, đều nhau như chia luôn, không có con nào khác con nào luôn. Chỉ khác màu thôi, còn cái độ lớn của nó đều nhau như chia luôn này. Thì mấy hôm đầu nó mới đẻ ấy, thì lông nó còn ướt, thì cái kiếm ở lưng nó, cái xoáy ở lưng nó thì nó dựng nó dễ nhìn hơn. Nhưng mấy hôm nay là nó khô lông rồi ấy các bạn, thì cái kiếm ở lưng nó còn hơi khó nhìn một chút. Ai gọi giờ này tắt đi đã. Đây các bạn nhìn này. Đây nha. Đây cái con này này, cái con này là cái con mà có một tí kiếm ở lưng đấy, chưa mở mắt. Chưa mở mắt thế thì chứng tỏ là chưa được 16 ngày. Con này đang tí hí. Con này đang tí hí. Thế thì nó cũng chỉ dao động ở tầm 15-16 ngày thôi các bạn ạ. Con này tí hí. Y để xem từng con một. Con này chưa mở. Có 1-2 con là tí hí rồi. Đây. Con này cũng đang tí hí. Hứ hứ cái gì. Đây nhá các bạn nhá. Đây có một con có kiếm ở lưng này. Đây một con này. Đấy. Cái con này thì không có này. Con này bị lỗi. Có phải không nhỉ? Phải, con này bị lỗi. Con này thì có một tí ở khu đuôi này. Con này thì kiếm đẹp này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Một hàng lông dựng đứng ở lưng này. Có một con chó đen ấy, kiếm rất trên đẹp. Không biết là con này hay con này nhỉ? Một trong hai con này, nhưng mà bây giờ là lông đang dẹp xuống rồi. Con này cũng đẹp này. Đấy. Đang ngủ ấm bị nôi ra hơi rét. Mình để ra ngoài nắng thì nó ấm hơn, nó nằm im hơn. Nhưng mà ra ngoài nắng thì nó bị ngược sáng ấy. Cái chỗ trắng, chỗ đen thì nó là khó quay. Rét chưa? Từ từ đã. Đâu đấy anh xem nào. Rồi mẹ nó bỏ nó chạy đi đâu rồi đây. Con mẹ nó nghịch lắm cơ mà. Nào xem nào, ngẩng mặt lên xem có đẹp trai không nào. Đẹp trai hay là xinh gái nào. Để mình xem con này là con đực hay con cái các bạn nhé. Con này là con đực. Một con đực này. Đấy. Con này là con cái. Một con cái này. Con này con đực này, hai con đực này. Con này là con đực này, ba con đực này. Con này là con đực, bốn con đực này. Bốn con đực và hai con cái các bạn nhé. Con này là con cái này. Nào ngoan, anh làm gì đó. Ương phết. Ương thế. Đâu mẹ nó bỏ nó chứ. Mẹ nó bỏ nó chạy đâu rồi nhỉ. Mẹ nó chạy đâu rồi. Đang ngủ ấm anh nôi ra. Vậy là đàn chó này của mình là nó cũng đã được xấp xỉ tầm 15-16 ngày rồi. Bởi vì là có con mở mắt rồi, có con chưa các bạn ạ. Nào. Đây các bạn nhìn này. Đấy. Để
mình thử mang nó ra ngoài nắng này xem nó ấm hơn để xem nó có kêu nhá các bạn nhé. Đấy. Kêu. Còn lang là mình phải mang và để vào một chỗ các bạn. Nín nghe, không được kêu. Nào, không được, còn mẹ nó bỏ đi đâu rồi chứ. Đây. Không được khóc. Đây. Nào. Vào đây. Không được khóc nào. Đấy. Đúng chỗ chưa? Im chưa? Khóc à? Kêu à? Nào. Đấy. Im ngay. Đúng chỗ gái, đúng hơi gái nè, im ngay. Kiểu như là bọn này nó tuy nó còn bé ấy các bạn, thế nhưng mà mũi nó rất nhiệt thính, nó chỉ cần nạ chỗ cái là nó nháo nhác luôn. Đấy. Đây, đặt vào chỗ này cái, tuy là trong này nó kín ấy. Nó kín, nó không có nắng, nó không được ấm như ngoài kia, nhưng mà nó vẫn im hơn. Dù sao thì cái ngôi nhà thân quen của mình bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn. Không có con mẹ nó chạy đâu à. Đấy, con mình bịp kìa. Hóng hớt kìa. Thanh niên hóng hớt kìa. Nhìn gì ấy? Hả? Nó đang nhìn đàn chó. Cặc. Cái con bìm bìm này của mình chắc nó cũng sắp đẻ rồi. Từ đến Tết là chắc là nó cũng đẻ rồi. Còn một con nữa là nghịch ở đâu nhỉ? Kìa, ở góc mít kìa các bạn. Đang nhặt cái gì ấy? Kiếm gì đây? Nó đang đào cái con gì ấy? Cóc. Để mình kiếm xem cái con chó mẹ của đàn chó con này đâu nhá các bạn nhá. Cún đây. Cún. Đây, à đây rồi. Mày đi đâu? Đi đâu giỏi nhè? Đi đâu? Ấy. Đi đâu, vào mấy con nhanh. Vào mấy con ngay lập tức. À, trốn như chó trốn con à? Sảy cái là chạy đi luôn đang không? Nằm xuống. Nó đang kiểm tra xem có thiếu sâu. Nó đang kiểm tra con nó đấy. Thôi nha các bạn ơi, mình sẽ để cho cái con chó mẹ ở đây để cho nó, cho con nó bú. Bây giờ mình đi ra mình trêu hai con bìm bìm một tí. Một con bìm bìm vừa nãy đậu ở đây nhưng mà nó bay đâu mất rồi. Nó đủ lông đủ cánh rồi, nó nghịch lắm. À kìa, tít đằng kia. Cóc. Kiếp gì ăn này. Đi về đi, về nghịch đi. Về nhà chơi ở nhà. Nó toàn chơi ở sân đằng sau này các bạn này. Sân đằng sau này mới nên nó chạy ra ngoài vườn nghe là chính. Ít khi nó lên trên này lắm. Nhìn thấy gà ấy, gà. Chơi với gà. Xem nào. Gà sợ. Để mình thử lừa con gà về hàng này xem là nó có phản ứng gì với con chim này nhá. Cái con gà này nhà mình là bị bọn gà kia nó mổ, đâm ra là nó nhảy ra khỏi chuồng, nó chơi một mình. Để xem con chim với con gà này nó gặp nhau nó có phản ứng gì. Sợ, gà sợ không ra đến gần chim. Chạy. Đấy, đã kiếm được miếng xương ở đâu rồi đấy. Thank you.
đây là xương. À, miếng xương này con chó vừa ăn dở. Viu, nó cắn anh Cốc một cái. Cái con chim này của mình nhá các bạn nhá, nó sẽ đổi lông thêm một lần nữa. Nó đổi hết cái lông màu lâu lâu này này các bạn này. Nó đổi hết cái lông màu lâu lâu này, nó sẽ chuyển sang hẳn cái lông màu vàng sẫm ấy, màu vàng sẫm các bạn ạ. Và cái lông cổ này này, cái lông cổ đây các bạn nhìn này, nó sẽ có lốm đốm những cái lông tím này. Thế bao giờ cái lông cổ này đổi hết cái lông sang thành cái màu tím, và cái mắt nó sẽ chuyển sang mắt đỏ dần. Đấy, bây giờ là lông cổ đang có vài cái lông tím rồi, và cái mắt nó cũng đang chuyển sang màu ngà ngà đỏ dần đấy các bạn này. Cái con này nó không đỏ, cái con này mắt nó đỏ ít hơn cái con kia. Cái con đâu ấy nhỉ? Vừa ở đây xong đã chạy đâu rồi? Cái con kia thì mắt nó đỏ tím hơn nhiều. À đây đây đây. Không kêu ta nhìn làm sao được. Đây các bạn nhìn này. Con này nó mắt đỏ hơn này. Con này mắt đỏ hơn và cái nông ở cổ nó có nhiều cái nông tím hơn. Nhiều nông tím hơn bình thường một chút. Cái con này thì con nó nghịch hơn này con kia. Cái kẹt cái gì? Như trẻ con ấy. Nó thích gãi đầu lắm các bạn nhé. Gãi đầu nó thích cực luôn. Gãi đầu này, xoa nưng này. Ây à, đau thế. Đau thế. Đau. Gãi đầu, gãi nưng này, xoa bụng này. Ấy nó vừa kêu ấy. Không biết là mình có nghe nhầm không, hình như là tiếng kêu của con bịp trưởng thành nó hay kêu như thế đấy. Thôi ở đây nhá. À thôi các bạn ơi, mình sẽ tạm dừng cái clip ở đây. À, hẹn gặp lại tất cả các bạn và mọi người ở cái clip sau nhá. Bây giờ mình lại phải đi làm cái công việc của mình. Bây giờ cũng đã là vào 2 giờ chiều rồi. Chào toàn thể các bạn nhá.